Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các quý vị đại biểu. Hôm nay tôi rất là vinh hạnh được đứng ở đây để trình bày với các quý vị một cái chủ đề về các bệnh lý đồng mắc với bệnh COPD. Vì cái thời gian có hạn nên tôi sẽ xin phép là trình bày rất là nhanh. Về cái khái niệm bệnh COPD thì chắc cả các anh chị tất cả đều đã biết, đó là một cái bệnh lý về hô hấp rất là phổ biến với cái đặc trưng là tắc nghẽn luồng khí thở, và hậu quả của nó dẫn tới rất là nhiều cái hậu quả về tỷ lệ tàn phế, tử vong và các cái gánh nặng cho bệnh nhân cũng như gia đình và xã hội. Thế thì các bệnh lý đồng mắc với COPD thì rất là dễ hiểu, đấy là các cái tình trạng bệnh nghiêm trọng hoặc là các cái tình trạng sức khỏe mãn tính mà đồng mắc với cả bệnh lý COPD. Và chúng ta có một cái khái niệm cần phân biệt, đó là các cái bệnh đồng mắc hay là biến chứng. Ví dụ như là bệnh lý tim mạch, thì bệnh tim thiếu máu cục bộ là một bệnh đồng mắc, tuy nhiên tâm phế mạn lại là một biến chứng của bệnh. Trong COPD thì người ta nhắc tới cái cơ chế viêm rất là quan trọng. Cơ chế viêm tại phổi với sự tham gia của các tế bào viêm và các cái chất trung gian gây viêm không chỉ gây phản ứng viêm trong phổi mà nó còn lan tỏa và gây viêm hệ thống. Và chính cái phản ứng viêm hệ thống đó nó sẽ dẫn tới các cái hậu quả trong nhiều cơ quan bộ phận trong cơ thể, ví dụ như là hệ tim mạch, hệ cơ xương khớp, rồi các cái bệnh lý chuyển hóa, rồi kể cả về vấn đề trầm cảm vân vân. Vậy thì khi có kèm theo các bệnh đồng mắc, nó sẽ dẫn tới hậu quả là tăng tỷ lệ nhập viện, tăng tỷ lệ tử vong cũng như là gánh nặng cho bệnh nhân và xã hội. Vì thế cho nên cái việc phát hiện được bệnh đồng mắc sớm và có cái biện pháp điều trị thích hợp sẽ dẫn tới những cái lợi ích rất là lớn cho bản thân bệnh nhân cũng như là cho hệ thống y tế. Về các bệnh lý đồng mắc trong COPD thì cái bệnh thường gặp nhất đấy là bệnh lý tim mạch. Sau đó có thể những cái bệnh lý khác, ví dụ như là bệnh đái tháo đường, các cái loãng xương, teo cơ, bệnh lý ung thư cũng là một bệnh lý rất thường gặp và nó có tác động lớn đến tỷ lệ tử vong. Và có một cái thống kê người ta thấy rằng trên khoảng 50% số bệnh nhân COPD là có ít nhất là 3 bệnh lý đồng mắc. Đây là một cái biểu đồ được đăng trên tạp chí và mới năm ngoái thôi ạ, năm 2018 thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ bệnh lý tim mạch đồng mắc rất là cao. Ngoài ra còn rất nhiều bệnh lý khác cũng đồng mắc với COPD. Theo cái giản đồ này thì các anh chị thấy rằng những cái hình tròn màu đỏ đây là các cái bệnh lý tim mạch. Thì rất là nhiều bệnh lý tim mạch đồng mắc với COPD, ví dụ như là bệnh lý mạch vành, bệnh lý mạch máu chi dưới, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu. Các cái hình mà nằm trong cái đường tròn nét đất ở đây là những cái bệnh lý mà liên quan đến tỷ lệ tử vong, tăng tỷ lệ tử vong của COPD. Trong đó có bệnh lý tim mạch, suy tim, mạch vành, các bệnh lý ung thư vân vân. Và các cái bệnh lý đồng mắc đó đều làm suy giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân rất là nhiều. Và người ta thấy rằng cái bệnh nhân COPD thì thường tử vong vì các bệnh lý đồng mắc nhiều hơn là tử vong vì chính cái bệnh lý COPD. Vì vậy thì cái việc mình phát hiện sớm bệnh lý đồng mắc để mình có cái biện pháp điều trị phù hợp rất là quan trọng. Về bệnh lý tim mạch thì người ta thấy những cái nghiên cứu này là những cái nghiên cứu dịch tễ học lớn, người ta đã thống kê được cái tỷ lệ bệnh tim mạch ở bệnh nhân COPD khoảng là từ 20-22%, trong khi đó ở những người không mắc COPD thì tỷ lệ này chỉ có 9%. Nghiên cứu Eclipse thì người ta thấy rằng là tới 1/4 số bệnh nhân COPD có bệnh lý tim mạch, trong khi đó nhóm chứng không có COPD thì chỉ là 11%. Và trong nghiên cứu Torch người ta cũng thấy cái tỷ lệ tử vong chung, tử vong do tim mạch là chiếm tới từ 14-42% tỷ lệ tử vong chung của bệnh nhân COPD. Về cái cơ chế tại sao trong COPD lại đồng mắc với tim mạch rất nhiều như vậy, bởi vì trong COPD là có phản ứng viêm, có tình trạng thiếu oxy máu mãn tính, có stress oxy hóa, bệnh nhân giảm vận động, và cái thay đổi áp lực lồng ngực sẽ dẫn tới các cái ảnh hưởng đến hệ giao cảm và dẫn tới các hậu quả về phì đại thất trái, về rối loạn chức năng nội mạc, tăng độ cứng thành mạch và rối loạn chức năng thần kinh tự động của tim, và tất cả những cái đó dẫn tới các bệnh lý tim mạch. Cái bệnh tim thiếu máu cục bộ là một trong các cái bệnh lý tim mạch đồng mắc phổ biến nhất đối với COPD, và người ta thấy rằng là đây là một cái bệnh lý mà gây tử vong rất là cao, trong cả tăng nguy cơ trong cả ngắn hạn cũng như là dài hạn. Việc chẩn đoán thì
cũng không khác gì so với những bệnh nhân bệnh tim mạch máu cục bộ thông thường khác, và người ta có thể dựa vào lâm sàng, dựa vào điện tim, dựa vào các cái nghiệm pháp gắng sức, dựa vào chụp mạch vành vân vân, và việc điều trị cũng vẫn tuân theo các guideline thông thường. Tuy nhiên thì trong cái bệnh CVD thì cái triệu chứng có thể nó sẽ lu mờ hơn, do vậy cái việc chẩn đoán mình cần có cái mình cần phải nghĩ đến cái bệnh lý đó và đi tìm. Tăng huyết áp cũng là một cái biến chứng một cái bệnh đông mắc tim mạch rất thường gặp trong CVD, có tới khoảng 40-60% bệnh nhân CVD là có tăng huyết áp. Và nó cũng bản thân tăng huyết áp cũng là một cái yếu tố nguy cơ quan trọng với các bệnh lý tim mạch khác. Việc điều trị thì cũng không có khác gì cái guideline thông thường. Tuy nhiên có một số cái chú ý, đó là các cái thuốc ức chế men chuyển thì cũng có thể có tác dụng phụ gây ho. Vì vậy đối với những bệnh nhân CVD mà có ho kéo dài thì có thể là chúng ta sẽ là thận trọng hơn. Ngoài ra cái thuốc ức chế thụ thể thì nó không gây ho thì có thể thay thế được cho ức chế men chuyển. Về thuốc lợi tiểu thì cũng được ứng dụng được điều trị tăng huyết áp nhiều, và các bác sĩ khi mà điều trị thì phải chú ý cái tác dụng phụ gây hạ kali của furosemide, bởi vì thường trong điều trị CVD thì cũng có một số thuốc có thể gây hạ kali máu, vì vậy khi mà mình dùng kèm với nhau có thể làm tăng cái tác dụng phụ này lên nhiều lần hơn. Suy tim cũng là một cái bệnh đồng mắc rất thường gặp, và chúng ta cần phân biệt với những cái biến chứng khác của CVD. Một cái vấn đề đấy là triệu chứng của suy tim và triệu chứng của CVD thì có rất nhiều triệu chứng là gần tương tự nhau, nó đều là khó thở. Thế rồi các cái cơn khó thở về đêm, bệnh nhân phải ngồi. Đôi khi thì có những bệnh nhân suy tim nhưng mà không có dấu hiệu của phù vân vân chẳng hạn, thì có thể là mình sẽ bỏ sót chẩn đoán. Vì vậy thì khi mà mình đánh giá của bệnh nhân CVD thì mình cần đánh giá kỹ về cái vấn đề tim mạch, trong đó có suy tim. Việc chẩn đoán và điều trị thì không khác gì so với những cái guideline thông thường. Và có một cái số lưu ý, đấy là thuốc chẹn beta. Thì người ta đã có rất nhiều nghiên cứu và chứng minh được rằng thuốc chẹn beta một chọn lọc thì không có ảnh hưởng gì với CVD và không gây ra những cái co thắt trong CVD. Việc mà điều trị thì chúng ta sẽ tuân theo các cái guideline điều trị tim mạch thông thường thôi, không khác gì cả. Tuy nhiên là trong cái phù phổi cấp, bệnh nhân mà có phù phổi cấp kèm theo với cả CVD thì cái việc điều trị bằng thông khí nhân tạo không xâm nhập nó có những cái lợi ích cho bệnh nhân. Về rối loạn nhịp tim thì dung nhĩ rất là thường gặp, và nó có cái cơ chế liên quan đến nhau, đó là khi bệnh nhân có khó thở nặng hơn, suy hô hấp thì làm tăng cái nguy cơ dung nhĩ. Ngược lại thì dung nhĩ cũng có thể làm ảnh hưởng đến triệu chứng, bệnh nhân có thể có cái dấu hiệu của tức ngực, khó thở tăng lên. Cái việc điều trị dung nhĩ thì không làm thay đổi điều trị của CVD, và các cái thuốc điều trị CVD ví dụ như là LABA, LAMA, ICS thì được chứng minh là an toàn. Tuy nhiên SABA hoặc là theophylline là những cái thuốc có thể làm tăng nhịp tim, và vì vậy thì nó có thể thúc đẩy xuất hiện cái cơn dung nhĩ và khó kiểm soát nhịp thất. Một cái nguy cơ huyết khối, đây là một cái tam giác huyết châu, là trong cái vấn đề là bệnh nhân khi mà có những cái thay đổi về tốc độ dòng máu này, các cái tổn thương về nội mạc cũng như là tình trạng tăng đông thì nó tăng cái nguy cơ hình thành huyết khối. Và ở trong bệnh nhân CVD thì bệnh nhân CVD có tất cả ba cái yếu tố này. Vì vậy ở trong bệnh nhân CVD thì cũng có những cái nguy cơ mà tăng huyết khối. Theo một cái nghiên cứu năm 2005 đã công bố thì trong đợt cấp CVD cái tỷ lệ huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới khoảng từ 3-29%. Và nếu như chúng ta bỏ sót cái chẩn đoán này và không điều trị thì có thể tăng cái tỷ lệ tử vong lên 25% ở những bệnh nhân nhập viện. Một cái nghiên cứu mới nhất của bác sĩ Đợi năm 2019 thì có cái tỷ lệ huyết khối động mạch phổi ở bệnh nhân đợt cấp CVD có DDME tăng là 17,6%. Việc điều trị huyết khối thì tuân theo các khuyến cáo thông thường. Nhóm bệnh lý hô hấp cũng là những cái bệnh lý đồng mắc khá là phổ biến trong CVD, đó là ví dụ như là hội chứng ngừng thở khi ngủ, tắc nghẽn. Thế thì trong cái CVD và ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ nó có những cái cơ chế bệnh sinh, đó là nó trong CVD thì bệnh nhân có các cái stress oxy hóa,
stress oxy hóa giảm oxy máu, và những cái stress oxy hóa và giảm oxy máu nó thúc đẩy làm tăng các cái marker viêm. Trong ngừng thở khi ngủ cũng như vậy, nó cũng có giảm oxy máu và cũng tăng các cái tình trạng viêm trong cơ thể. Liên quan đến cả cái bệnh nhân tắc ngừng thở khi ngủ thì thường là béo phì và những cái mô mỡ nó cũng sản sinh ra những cái yếu tố gây viêm. Và tất cả những cái yếu tố viêm đấy nó ảnh hưởng đến chức năng nội mạc và dẫn tới hình thành các cái mảng xơ vữa và là yếu tố nguy cơ của các bệnh lý tim mạch. Và người ta có một cái nghiên cứu năm 2010, người ta theo dõi trong vòng 9 năm thì tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân COPD đồng mắc với cả ngừng thở khi ngủ là tới 42,2%. Đây là những bệnh nhân mà không được điều trị bằng CPAP và cao hơn nhóm COPD thông thường không có ngừng thở khi ngủ, chỉ có 24,2%. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải nghĩ đến cái chẩn đoán của ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ khi bệnh nhân có những triệu chứng gợi ý như là ngủ ngáy, buồn ngủ quá mức, rồi giảm oxy máu vân vân, và cần được đo đa ký hô hấp hoặc đa ký giấc ngủ và có cái phương pháp điều trị phù hợp nếu có chẩn đoán. Đây là một cái biểu đồ cho thấy rằng là khi bệnh nhân overlap giữa COPD và OSA thì nếu bệnh nhân được điều trị là cái đường màu xanh lam đấy ạ, thì cái tỷ lệ sống còn cao hơn nhiều so với cái nhóm mà không được điều trị bằng CPAP. Ung thư phổi cũng là một cái bệnh đồng mắc thường gặp, bởi vì ung thư phổi và COPD cùng chia sẻ một cái yếu tố nguy cơ, đấy là hút thuốc lá. Tùy theo từng nghiên cứu thì cái ung thư phổi có thể là nguyên nhân tử vong cho từ 7 đến 38% số bệnh nhân COPD. Và người ta thấy rằng là ngoài cái vấn đề chia sẻ yếu tố nguy cơ hút lá thì COPD cũng là một yếu tố nguy cơ độc lập của ung thư phổi và làm tăng tỷ lệ tử vong của bệnh nhân ung thư phổi nếu như có kèm theo COPD. Cái việc chẩn đoán và điều trị ung thư phổi vẫn tuân theo các cái guideline thông thường. Tuy nhiên thì trong COPD vì cái chức năng phổi nó suy giảm cho nên nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc lựa chọn cái phương pháp điều trị. Chẳng hạn như là bệnh nhân không thể phẫu thuật được do cái chức năng phổi quá kém, mặc dù là ung thư phổi vào giai đoạn sớm chẳng hạn. Giãn phế quản và COPD là cặp đôi đồng mắc cũng thường gặp. Tuy nhiên thì cái việc chẩn đoán nó sẽ dẫn tới những cái điều trị khác nhau. Nếu như giả sử COPD đợt cấp thông thường thì cái việc khuyến cáo điều trị kháng sinh là ngắn ngày, có thể chỉ trong vòng dưới 7 ngày. Nhưng nếu như kèm theo cả giãn phế quản thì cái thời gian điều trị kháng sinh cần phải kéo dài hơn và nó sẽ dẫn tới các cái tiên lượng khác nhau về tỷ lệ tử vong. Nếu mà đồng mắc thì sẽ làm tăng cái thời gian nằm viện, tăng tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân. Ở đây là một cái phim CT ngực ở bệnh nhân COPD và đồng mắc với giãn phế quản, nhưng mà COPD là bệnh có trước và giãn phế quản là hậu quả kèm theo, thì người ta thấy rằng cái thay đổi về thành phế quản nó thường là lan tỏa và nó ở mức độ nhẹ. Còn nếu như bệnh nhân là bệnh giãn phế quản là bệnh nguyên phát thì các cái tổn thương thường nặng hơn, có thể khu trú ở trong một thùy nhưng cũng có trường hợp là nó lan tỏa và tổn thương có thể hình giãn hình trụ, giãn hình ống vân vân, giãn hình túi vân vân. Cái việc điều trị nó sẽ khác nhau ở chỗ là mình cần phải kiểm soát những cái nhiễm khuẩn tốt hơn khi bệnh nhân có kèm theo giãn phế quản, bởi vì nó sẽ có nhiều đợt bội nhiễm. Ở một nước dịch tễ lao như Việt Nam thì cái tỷ lệ lao đồng mắc với COPD rất là nhiều, và những cái người COPD mà có kèm theo lao thì nó sẽ có liên quan với tỷ lệ tử vong sớm hơn và nhiều đợt cấp hơn. Việc phát hiện sớm lao đồng mắc và điều trị phù hợp là rất quan trọng. Các cái hội chứng chuyển hóa cũng thường gặp, ví dụ như là đái tháo đường và hội chứng chuyển hóa, thì người ta thấy rằng là đái tháo đường ở bệnh nhân COPD cao hơn quần thể chung với tỷ lệ thường gặp tỷ lệ khoảng 12,7%. Thế còn hội chứng chuyển hóa bệnh nhân COPD khoảng trên 30%. Và ngoài những bệnh nhân mà được chẩn đoán hội chứng chuyển hóa thì có những bệnh nhân COPD có ít nhất là một trong các cái tiêu chí trong hội chứng chuyển hóa này. Thế thì COPD đồng mắc với đái tháo đường sẽ có tỷ lệ tử vong cao hơn và cao gấp đôi so với bệnh nhân COPD không có đái tháo đường. Hội chứng chuyển hóa thì làm sao bản thân hội chứng chuyển hóa sẽ làm tăng nguy cơ đái tháo đường và các bệnh lý tim mạch. Do vậy nó cũng có thể là nguyên nhân làm tăng tỷ lệ tử vong của bệnh nhân COPD. Cái việc chẩn đoán và điều trị thì không có khác gì các guideline thông thường. Và đây người ta có cái chú ý rằng là gì, ở trong COPD đợt cấp thì mình thường phải điều trị bằng corticoid. Và corticoid đường hít liều thấp, người ta đã thấy rằng là không có
tác dụng làm tăng đường máu của bệnh nhân. Tuy nhiên dùng ICS nhưng liều cao kéo dài thì cũng có thể gây tăng nhẹ đường máu. Thế còn corticoid đường toàn thân thì chắc chắn là sẽ gây tăng đường máu của bệnh nhân. Và vì thế chúng ta cần hạn chế sử dụng ở mức tối thiểu thôi. Và nếu như mà nhất định là phải sử dụng thì chúng ta cần có cái biện pháp kiểm soát đường máu phù hợp. Loãng xương cũng là một cái tình trạng thường gặp trong COPD nhưng mà hay bị bỏ sót. Năm 2015 có một nghiên cứu người ta thấy rằng là nguy cơ loãng xương bệnh nhân COPD thì gấp 2 lần nhóm chứng. Và corticoid toàn thân được sử dụng phổ biến chính là nguyên nhân gây loãng xương do thuốc. Và tăng nguy cơ loãng xương như vậy nó sẽ cần phải được sử dụng một cách hạn chế thôi, chúng ta không nên lạm dụng. Còn việc mà ICS có gây tăng nguy cơ loãng xương hay không thì vẫn còn đang còn nhiều tranh cãi và người ta chưa kết luận được về cái vấn đề ICS. Teo cơ cũng là một cái tình trạng phổ biến, bởi vì trong COPD thì bệnh nhân thứ nhất là những bệnh nhân nặng thì hạn chế vận động, rồi tình trạng dinh dưỡng kém, rồi sử dụng corticoid nhiều, các cái stress nhiều, do vậy bệnh nhân có thể yếu cơ, teo cơ. Và những bệnh nhân đó thì cần có chỉ định tập phục hồi chức năng hô hấp. Lo âu trầm cảm là một cái tình trạng thường gặp trong các bệnh lý mạn tính nói chung. Và người ta thấy rằng trong COPD thì cái tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn các bệnh mạn tính khác. Ở trong nghiên cứu Eclipse người ta thấy khoảng 1/4 số bệnh nhân là có trầm cảm, so với nhóm chứng chỉ là 12%. Và thường dễ bị bỏ sót. Do vậy chúng ta cần có cái việc sàng lọc để phát hiện sớm kịp thời và có can thiệp, tránh những cái hậu quả như là tự sát vân vân. Rối loạn lo âu và giấc ngủ cũng là thường gặp. Khi mà bệnh nhân có các cái chẩn đoán liên quan đến lo âu trầm cảm thì cần được phục hồi chức năng hô hấp, cần được sử dụng thuốc, các liệu pháp tâm lý. Tuy nhiên đây là một cái nỗ lực điều trị cần phải có sự nỗ lực của nhiều chuyên khoa và cả gia đình cũng như bệnh nhân nữa. GERD thì gặp rất là nhiều ở bệnh nhân COPD. Cái số bệnh nhân GERD có triệu chứng hoặc là rét dạ dày thì gặp tới, có những nghiên cứu có tới là 60% cho bệnh nhân COPD. Cái GERD ở bệnh nhân COPD thì nó sẽ lây tăng cái triệu chứng ho, ho kéo dài, ho về đêm vân vân. Ngoài ra còn một số bộ phận COPD là GERD không có triệu chứng và được phát hiện tình cờ. Thế thì các cái cơ chế gây GERD là gì? Thứ nhất là trong COPD thì những cái ứ khí phế nang, khí phế thũng sẽ dẫn tới là biến dạng vòm hoành. Bệnh nhân ho và bệnh nhân tăng sử dụng cơ bụng để tăng cường cái hô hấp, do vậy nó làm tăng cái áp lực trong ổ bụng, bệnh nhân dễ bị trào ngược. Người ta trong cái nghiên cứu Eclipse người ta thấy rằng GERD là một cái yếu tố nguy cơ độc lập và dự báo các cái cơn kịch phát, các đợt cấp của COPD. Cái việc điều trị thì cũng không khác gì bệnh nhân thông thường, tuy nhiên chúng ta cần có cái phát hiện sớm để điều trị kèm theo với cả COPD. Như vậy trong cái bài trình bày ngày hôm nay tôi muốn kết luận 4 ý như sau. Thứ nhất là trong COPD thì cái phản ứng viêm hệ thống nó chính là cái cơ chế để tác động lên rất nhiều cơ quan bộ phận khác trong cơ thể ngoài phổi. Và trong COPD thì có rất nhiều bệnh lý đồng mắc, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe chung của bệnh nhân, nó làm tăng đợt cấp, tăng nguy cơ tử vong và nhập viện. Vì vậy cái việc phát hiện kịp thời và có điều trị phù hợp rất quan trọng. Việc điều trị các bệnh lý đồng mắc thường là không làm thay đổi điều trị của COPD, cũng như là COPD không làm thay đổi điều trị của các bệnh lý đồng mắc. Tuy nhiên chỉ có một số cái yếu tố mà tôi đã đề cập ở trên là cần chú ý. Cần điều trị COPD cùng với các bệnh đồng mắc để khi mà chúng ta điều trị đồng thời nhiều bệnh như vậy, chúng ta cố gắng giảm thiểu số lượng thuốc và tránh kết hợp quá nhiều loại thuốc với nhau để nó có cái tương tác có thể gây ra những cái hậu quả không mong muốn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài trình bày của tôi ạ.